Hôm nay xin uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em Trên kênh uh, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng Buổi tối ngày hôm nay Thì uh, như Hùng đã có đề cập với các anh chị Thì chúng ta ngoài bản tin tuần Thì tuần này thì Hùng sẽ cố gắng truyền tải cho các anh chị bản tin Về uh, góc nhìn của một nhóm ngành bất động sản dân cư Trong góc nhìn quý 3 và quý 4 Và chúng ta sẽ có những cái bản tin ngắn để chúng ta tiếp tục cập nhật uh, Nhóm ngành này Đồng thời thì chúng ta cũng đã có bản tin phân tích tuần À, chứng khoán từ ngày à, mùng 7 à, ông biết bị nhầm đó. từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 11 tháng 8 11 tháng 8 từ mùng 7 đến 11 tháng 8 thì chúng ta sẽ à, tối ưu hóa cái lợi nhuận ở trong cái giai đoạn vừa qua và buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có một vài cái trao đổi với các anh chị em à, về nhóm Bankh nhóm cổ phiếu Anh Bank thì uh, như các anh chị em cũng biết rồi, nếu như các anh chị em theo dõi các cái bản tin tuần của Hùng Lê từ khoảng tháng 10 năm 2022. Các anh chị tháng 10 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã nắm được những cái nội dung mà Hùng có phân tích đề cập từ những cái bản tin từ tháng 10. Ok các anh chị. Và như Hùng có đề cập ở đây đó là sóng banh thì chúng ta đã bắt đầu khởi điểm của sóng banh đó là từ 13 tháng 10 năm 2022. Tại thời điểm đó khoảng ngày à đây đây ngày 13 tháng 10 đây thì tại thời điểm đó ngày 13 tháng 10 thì cũng bắt đầu cập nhật à, những cái điểm mua đầu tiên và một số các cái mã cổ phiếu các anh chị nắm được rồi. Ví dụ như BIDV, Công thương à, STB Liên Việt Postbank, Vietcombank đó là những cái mã cổ phiếu chạy tốt đầu. Sau đó à, sau đó thì đến Bank, Techcombank, MBB và đến à, đến năm 2023 khoảng tầm tháng 4 năm 2023 thì ông lê hướng nhà đầu tư vào ba mã cổ phiếu uh, banh khá là tiềm năng đó là tp banh shb và vib thì nói như vậy để các anh chị nắm được là cái dòng thời gian mà chúng ta phân tích bản uh, các cái mã cổ phiếu ngành banh và sau khi bidv bit bidv công thương uh, mbb stb liên việt Post banh rồi uh, 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 tất cả những cái mã banh mà chúng ta phân tích đạt target thiết kế thì trên bản tin tuần hùng dừng phân tích không dừng phân tích bởi vì sao bởi vì khi chúng ta đã đạt được những mark target như vậy rồi thì những cái mã cổ phiếu chúng ta dành thời gian để chúng ta phân tích những cái nhóm ngành khác nó có cái tố chất uh, tốt hơn và nó có những cái target tốt hơn ví dụ trong cái thời gian vừa qua hùng phân tích nhóm điện các anh chị có mã cổ phiếu gách bcg tăng cực kỳ tốt đúng không ạ thậm chí mã cổ phiếu tv2 đồng thời chúng ta phân tích nhóm 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 phân đạm và nhóm hóa chất thì các anh chị nhìn thấy là csv Chúng ta nhìn thấy lát chúng ta nhìn thấy là DGC tăng phi mã luôn và hai cái mã cổ phiếu cực chất trong nhóm ngành phân Đạm, ví dụ Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ cũng được lọc ra để phân tích ở nhịp vừa qua. Ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta uh, phân tích những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành đầu tư công, đúng không ạ? Chúng ta chú trọng bởi vì sóng đầu tư công nó vẫn còn. Hoặc là uh, sóng của nhóm ngành bất động sản công nghiệp hoặc là dệt may ví dụ TNG, VGT, đúng không ạ? hoặc là sóng cao su chúng ta có drc chúng ta có gvr chúng ta có phr đó vậy thì à, từng cái thời điểm thì chúng ta sẽ lọc ra những cái nhóm ngành tốt nhất tối ưu nhất để chúng ta đầu tư chúng ta chiến đấu vậy thì tại sao ở thời điểm này lại quay trở lại phân tích nhóm banh thì vì thời dòng cái thời 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 gian ở trên bản tính tuần thì không có đủ thời gian nên là ông tách cái nhóm banh và cái nhóm bất động sản dân cư bất động sản dân cư thì rất ok rồi dòng tiền đang vào cực tốt vậy bây giờ chúng ta sẽ nói đến banh sau một cái giai đoạn tăng trưởng tốt thì đến cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta đang nhìn nhận nhóm banh như thế nào thì dưới góc nhìn của cá nhân Hồng Lê chúng ta sẽ quay trở lại tổng quan với cái xu hướng của chỉ số VN Index ở thời điểm hiện tại thì các anh chị nhìn thấy đây hiện tại là Index của chúng ta gì ạ Index của chúng ta đã đi đến những cái vùng target cực kỳ là là mạnh đó là vùng 1235 1240 và 1245 đến vùng 1250 đây đang là cái những cái vùng target gọi là target mục tiêu đó và đây cũng là những cái vùng cản rất là mạnh các anh chị vùng cản rất là mạnh vậy thì để mà thị trường kéo được tiếp thì đương nhiên nó phải kéo trụ tức là một nó sẽ sử dụng các cái nhóm ngành có cái yếu tố tố chất ảnh hưởng đến cái cái index lớn để nó kéo ví dụ như các anh chị nhìn thấy vic và vinhome nó đã sử dụng trong hai phiên vừa qua hai 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 phiên vừa qua đó vậy thì trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng là nhóm dầu khí nó đã kéo gần như kéo mắc target rồi các anh chị nhìn thấy pvs pvd và những cái con mã như vậy là nó đã lên rất là mạnh rồi rồi sau đó thì chúng ta cũng nhìn thấy nhóm chứng khoán cũng đang tiếp tục đà tăng nhưng mà cái cái góc độ là ở đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái 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 nhóm chứng khoán nó kéo rất là là mắc ở cái thời gian vừa qua vậy thì bây giờ nó chỉ còn lại thép nó cũng kéo rất là mắc rồi đầu tư công cũng kéo mắc vật liệu đầu tư công đó vậy thì bây giờ còn lại cái nhóm ngành bất động sản dân cư thì bất động sản dân cư thì chúng ta lưu ý rằng các anh chị lưu ý rằng là những cái mã cổ phiếu ví dụ HDG, HDC, Nam Long, à, Đạt Phương, à, Đạt Phương, KDH, Nhà Từ Liêm đấy là những mã cổ phiếu đã chạy trước một nhịp và nó đã chạy trước rồi bây giờ chỉ còn lại những cái mã nó chưa chạy ví dụ hoặc là chạy ở nhịp sau ví dụ SCR, HQC, à, Novaland, Phát Đạt, à, DG, Đất Xanh đấy là những cái mã còn có những cái tiềm năng target khá là cao vậy thì chúng ta thấy rằng là những mã đã chạy rồi những target đã lên cao rồi thì chúng ta bình tĩnh từ từ à, chúng ta đừng có vội vàng còn những cái mã mà à nó đã đang vẫn đang còn có thể có những cái nhịp target ở phía trước thì chúng ta cứ thế chúng ta túc tác bởi vì theo quan điểm Hùng là khả năng thì tạo lập sẽ rũ uh, sẽ rũ hàng một nhịp ở đâu đây thôi nó cũng gần gần đâu đây thôi thì chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ phải dò tìm theo gọi là tín hiệu cái thuật trong từng phiên để chúng ta đánh giá thôi chúng ta cũng không 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 thể nào mà chúng ta phán đoán được bởi vì cái phiên ngày thứ sáu là phiên kết tuần thì index của chúng ta đã kéo vượt lại và nó đã lấp lại được cái phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ tư ở liền trước đó như vậy là nếu xét về tín hiệu kỹ thuật như vậy là tốt tuy nhiên ở cái vùng 1235 1240 thì đây vẫn là một cái dấu hỏi rất là lớn và sẽ chờ thêm các cái tín hiệu trong phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba tuần tới để chúng ta view để chúng ta đánh giá và để index mà công lại được cái vùng 1235 240 thậm chí là vùng 1250 ở đây thì chắc chắn rằng tạo lập họ sẽ kéo nhóm bay bởi vì hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là có những cái động lực nhất định nào đó ở bắt đầu có nhóm banh và đương nhiên nhóm bất động sản dân cư thì nó kéo rồi. Bởi vì bất động sản dân cư hiện tại là cái dòng tiền cũng đang khá là tốt. Thì quay trở lại chúng ta nói chuyện về nhóm banh. Các anh chị để ý đây nhá, có hai cái cái vạch xanh, vạch xanh thứ nhất đấy là ngày 13 tháng 10. Đấy là cái thời điểm mà bắt đầu phát động sóng banh. Tại thời điểm đó thường bắt đầu phân, phân tích sóng banh. Và cái điểm thứ hai các anh chị ở đây đó là cái điểm 12 tháng 4 10 à, khoảng tầm độ mùng 5 tháng 4 để tí nữa ông xem lại tức là khoảng 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 giữa đầu đầu tháng 4 đầu đầu tháng 4 thì hai cái thời điểm này chính là hai cái thời điểm mà chúng ta vào hai cái sóng banh đó hai thời điểm này chính là hai cái thời điểm chúng ta vào hai cái sóng banh các anh chị và chúng ta để lưu ý như vậy để chúng ta đánh dấu cái mốc thời gian đấy để sẽ đây này các anh chị này đây 13 tháng 10 nhá và các anh chị sẽ năm 22 này và các anh chị sẽ để thấy là tháng 4 13 tháng 4 và khoảng tầm tầm đầu tháng tư thì uh, chúng ta tiếp tục uh, có những cái phân tích định lượng, các cái phân tích định lượng đấy, đó uh, về đây này đang chờ trực quanh tham chiếu và đây là những cái ngòi nổ quan trọng cộng với nhóm ngành chứng khoán đó thì mới tư tức là các anh chị nhớ lấy hai cái mốc này để chúng ta view lại cái banh để chúng ta nắm được cái cái xu hướng và khi chúng ta phân tích được đúng cái chân sóng các anh chị đúng được cái chân sóng thì chúng ta sẽ lợi thế được cái gì lợi thế về giá vốn lợi thế chúng ta lợi thế đủ các điều luôn và như vậy là chúng ta sẽ có cái cơ hội chiến thắng ông nói nhá cơ hội chiến thắng nhiều hơn so với những tài khoản nó không phân tích được hoặc là những cái team những cái đội nhóm mà không phân tích được những cái điều đó thì như vậy là sóng banh trong năm 2022 là khởi nguyên của chân sóng là 13 tháng 10 các anh chị lưu ý 13 tháng 10 đây 13 và 14 tháng 10 là hai cái ngày mùng lê liên tục cập nhật và khuyến nghị các tài khoản mua đó 13 người đây ví dụ bit IDV ở vùng 30.5 đến vùng 31 thì bây giờ chúng ta sẽ view thì đối với việc có manh đấy các anh chị ở đây chúng ta có một sóng tăng thứ nhất đạt target 80 và sau khi chia xong thì nó tiếp tục kéo lên vòng quanh vùng 96 và ở thời điểm hiện tại thì nó đang có cái sự suy yếu tuy nhiên là cái sự suy yếu này thì theo quan điểm với cuối cùng thì nó cũng không quá là xấu ấy nó khả năng này nó cũng chỉ chỉnh cung về lại quanh cái vùng này thôi này là nó lại đỡ thôi này đấy chỉnh cung về khoảng quanh vùng 88 khả năng về quanh vùng này là nó lại tiếp tục nó đỡ lại và xu hướng nó sẽ có một cái nhịp phục hồi tại đây cổ phiếu BIDV đó BIDV thì chúng ta view lại đó các anh chị nhìn thấy đây 13 tháng 10 chúng ta bắt đầu phân tích ở BIDV ở vùng 30 đến vùng 30.5 các anh chị 30 đến vùng 30.5 đây và bây giờ nó vẫn còn đây bit tín hiệu có tín hiệu mua vào và biên 30.5 đến biên 31 dành cho các tài khoản đang cầm các anh chị cân thôi Đấy 30 531 đây và sau khi mà có phiên này thì nó quay trở lại nó tát lại ao ở đây một lần nữa lần thứ hai và bắt đầu kể từ đây thì BIDV tăng. Và cái nhịp tăng đó thì ông đã đưa được cái target của BIDV lên được đạt mắc target là 48 trên 48 và kể từ thời điểm đó thì chúng ta không phân tích. Đấy, khoảng tầm từ tháng tháng 3. À, à, cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì chúng ta không phân tích à, mã cổ phiếu BIDV nữa và nó lừng hừng đi ngang cho thời, đến thời điểm hiện tại là nó vẫn À, đạt được cái cái mục đích đó là gì nó không bị thủng vùng 43 đấy và bắt đầu nó lại có cái hiện tượng là dòng tiền bắt đầu nó nâng đỡ lại và hiện tại thì nó đang có xu hướng thoát lại ở trên 48 cộng và nó xây ở cái biên 46 đến 46.5 ở đây hiện tại là tương đối đẹp nhìn trên góc độ kỹ thuật thì khả năng tuần tới BIDV có thể quay trở lại test nhẹ khoảng quanh vùng 48 và mục tiêu nhịp này thì có thể là nó sẽ kéo lên vùng 50 đến khoảng vùng 52 đó là target tiếp theo của BIDV Công thương ở thời điểm hiện tại nó cũng đang có những cái xu hướng cực kỳ là tốt đấy anh chị. 13 tháng 10 chúng ta bắt đầu phân tích điểm mua đầu tiên của cổ phiếu công thương. Lúc đó này xem nào công thương này, hai là công thương này. Đấy 21.5. 21.5 đến khoảng vùng 21.95 22. Đấy thì chúng ta nhìn thấy đây Đây là vùng 22 này Đấy anh chị nhìn thấy chưa 21.95 Và sau khi chúng ta phân tích xong Thì nó có một cái điểm ở đây là Thậm chí là có con điểm Có có điểm mua tận 20.8 các anh chị Đó đây Đấy vùng 21.95 Vùng 22 Vùng 20.8 đấy là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu gì ạ Vào vị thế công thương Bắt đầu chiến đấu sóng banh và sau đó thì Hùng đã đưa được cái target mắc của công thương lên khoảng vùng 31 và tại thời điểm sau khi khi nó đạt mắc target thì Hùng có nói với các anh chị là chúng ta cứ vơ bèo vượt test. Và đến cái thời điểm hiện tại nó lại võng cái võng này nó lại rất là hay. Cái võng này là bây giờ nó võng xuống này và nó test ở hai đáy ở đây và nó không thủng, đấy, không thủng vùng 27.5, vùng 28 và tiếp tục kéo lại vùng 31 lần thứ hai. Thì cái điểm kéo này nó cũng có những cái điểm nhấn kỹ thuật rất là hay, đó là gì? Nó đang tạo thành được một cái phân kỳ tăng đó nó tạo thành một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây đối với mã cổ phiếu uh, công thương chính vì đây là một trong những yếu tố kỹ thuật dẫn đến là gì ạ chúng ta đang mường tượng rằng là banh lại bắt đầu vào vào một cái chu kỳ sóng mới và cái chu kỳ sóng này thì có thể là thị trường chỉnh xong rồi nó kéo hay như thế nào đó thì cũng sẽ phân tích thêm nhưng nôm na là bây giờ là nó đỡ rất là hay và đối với công thương thì các anh chị đang cầm có thể tuần tới ở 30.4, 30.6 chúng ta có thể nhớ vào thêm vị thế và trong trường hợp nó bứt được cái cản 31 thì như vậy là công thương chúng ta sẽ tiếp tục à, hành trình để chúng ta ngắm về cản 33.5 đến khoảng vùng 34. Như vậy là chúng ta tiếp tục nâng được target lên và khi còn nâng được target lên có nghĩa là gì? Cổ phiếu còn cái dư địa tăng ở phía trước cổ phiếu STB ở trong thời điểm hiện tại. Đây, nói về STB cũng như vậy, STB thì chúng ta cũng bắt đầu một cái xu hướng phân tích của STB ở khoảng quanh 13 tháng 10. Quanh những cái vùng 16 và tháng 5 để sẽ phân tích tìm cổ phiếu STB. Và nó lưu hết các anh chị, trong trên cái Zalo này nó có một cái cực kỳ hay, đấy là chúng ta có thể tra cứu lại tất cả những cái phân tích, nội dung phân tích là nó đều nằm hết ở trên đấy à 10 mùng 6 tháng 1 đó thì đối với tại vì sao mà các anh chị lại để ý rằng là cái thằng cái thằng này là phân tích muộn hơn một tí này. Đấy, mùng tháng 12. Mùng 9 tháng 12 các anh chị, tháng 12 của năm 2022. Đấy, mùng 8 tháng 12, mùng 6 tháng 12, mùng 5 tháng 12. Mùng 5 tháng 12, mùng 5 tháng 12, đấy STB. Mùng 5 tháng 12, 30 tháng 11 Tức là cái câu chuyện là hai con mã cổ phiếu này là ông phân tích muộn hơn so với ngày 13 tháng 10. Đấy, STB này sau đó đến uh, ngày 29 tháng 11 này, 29 tháng 11, 30 tháng 11 năm 22, đó. Thì đối với STB cũng như vậy, tại thời điểm này nó bắt đầu nó ấy và bắt đầu đến đây, tháng 10, uh, 11 này. Đâu này, 29 tháng 11, đấy 16 tháng 11, đây bắt đầu nó lừng khừng lên đến đây. Tức là sau khi phân tích xong thì nó test cái mô hình V kép ở đây đối với con STB này cực đẹp luôn, đó. Đó, và sau đó thì nó vượt lại cái điểm mà ông phân tích ở ngày 13 tháng 10 à, 13 tháng 10 có cập nhật đây, khoảng vùng 18 Như vậy đấy là những cái thời điểm mà chúng ta gia tăng thêm cái vị thế Và sau đó thì STB đạt được cái target ở đây là ông có phân tích được cái target ở vùng 27 Sau khi mà hoàn thành target 27 thì chúng ta đẩy được lên target 30 Và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là STB cũng đã uh, có được một cái hành trình rất là dài Thì bây giờ đối với STB ở ở đây á thì chúng ta đang thấy rằng là nó có cái hỗ trợ ở đây này Vùng 27, 27.4 nó đang giữ được Uh, chỉnh cung về đây thì nó lại nhồi lên và tuần tới thì khả năng nó sẽ test ở vùng 2885.4 28, mục tiêu thì nó sẽ công lại vùng 30 và nó sẽ lừng khừng ở đây để chúng ta xem thử là 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 cái giai đoạn này, cái giai đoạn này này cái phân kỳ tăng mà nó đang cố gắng nó xây ở đây này. Đấy, Hùng đang cố gắng Hùng đang cố gắng phân tích cái điểm này. Đó để chúng ta xem thử là cái phân kỳ tăng này thì nó có giữ được không và nếu như nó giữ được phân kỳ tăng này thì như vậy là STB cũng là một trong những nhân tố mà khả năng tạo lập sẽ sử dụng để tiếp tục kéo ở thị trường đi lên. Rồi uh, Liên Việt Phút Banh thì nó kéo rồi Và nó thể hiện cái ý chí ý đồ của thằng này rồi Thì đối với Liên Việt Phút Banh Nó cũng như vậy Từ cái phiên ngày 13 tháng 10 thì cũng có phân tích Đây chúng ta sẽ tìm thử Liên Việt Phút Banh này Thì chúng ta thấy rằng là mà sau cái phiên 13 tháng 10 chúng ta xem nào 13 tháng 10 30 30 13 đây 21 không con thằng này là À, chúng ta phân tích muộn hơn, phân tích muộn hơn 28 tháng 10 đến 28 tháng 10 thì mới phân tích liên việt Bank ở khoảng uh, hỗ trợ 9.4 test lực bắt bộ các anh chị giải ngân uh, lực kéo mắc dự kiến ở đây 10.5, 10 10.6 sẽ là vùng điểm cân tiếp theo tại phân tích 28 tháng 10 thì vì là nó nó trễ hơn vì còn phải quan sát cái xu hướng test cung chỉnh nền tạo đáy ở đây chính vậy nên là phải đến uh, 20 tháng 10 ở đây chính là điểm này đó các anh chị ở 8 chấm mấy này. Ở 8 ở 10.5 đến 10.6, tại sao lại có 10.5, 10.6 ở cái phiên đó? Bởi vì sao? Bởi vì là Liên Việt Postbank đã có sự chia tách. Nên là cái thời điểm đó chúng ta phân tích và cái giá này là giá sau chia tách ở đây. Thì bắt đầu chúng ta vào Liên Việt Postbank và chúng ta cũng đã có một cái chen cực kỳ thành công đối với mã cổ phiếu này, nó đạt max target được phân tích được ở khoảng đâu đó, khoảng tầm tháng 4. Đó và sau đó chỉnh cung và các anh chị để ý này đến khoảng tầm giữa tháng tư thì chúng ta lại bắt đầu có một cái nhịp sóng tăng thứ hai của sóng banh đấy thì hai cái điểm này cũng đánh dấu đây các anh chị đó để chúng ta nắm được đấy chúng ta nắm được đó các anh chị đó nhá đó thì con nào như vậy thôi kể cả con STB đấy con STB đây các anh chị này tháng tư là nó tiếp tục có một nhịp sóng thứ hai và 13 tháng 10 đấy nó phân kỳ thành hai cái nhịp sóng như vậy để các anh chị nắm được Uh, và uh, liên Việt Postbank thì đến thời điểm này là bắt đầu ngon lành rồi, nó đánh rồi và xu hướng uh, khả năng trong nhịp sóng này liên Việt Postbank sẽ kéo về khoảng uh, quanh vùng 18. Uh, ý đồ khá là đẹp và rất là ok. Thì sau khi mà cái top 1 này nó thi đấu rất là thành công rồi thì hùng mới tiến đánh thêm cái top 2 đó là mã cổ phiếu VBank từ từ tháng 4. Thì nhịp đầu là hình như không có chiến đấu VBank hay sao ấy. là không có chiến đấu cái nhịp 13 tháng 10 đâu nếu nhớ không nhầm là như vậy à có các anh chị mùng 6 tháng 12 đây này mùng 5 tháng 12 này đấy ăn thêm ở vùng 17.6 đến vùng 18 này tức là ngày mùng 6 tháng 12 có 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 tức là như vậy là sóng banh đấy là chúng ta chiến đấu khá là đây tháng 12 đây các anh chị vòng 6 tháng 12, đây 6 tháng 7 đây này. Đó thì chúng ta cũng có VIBank nhưng mà VIBank thì nó cũng chưa được nó gọi là chất lừ lắm và sau đó đến tháng 4, tháng 4 chúng ta tiếp tục quay trở lại VIBank. Thì đối với VIBank ở trong nhịp này thì nó cũng đã tích lũy khá là thành công ở vùng 19.3 19, 19 và hiện tại thì VIBank đang có một lực cầu cực kỳ tốt. Ờ à, nó đã đẩy break được cái vùng 21.5 và nó đang có khoảng 2 tuần test tích lũy ở trên cái vùng 21.5 cực đẹp. Với cái cách test như thế này thì chắc chắn là VIB hoàn toàn có thể nâng target được và VIB chúng ta sẽ hướng lên khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 là hoàn toàn hợp lý. Ờ à, Techcombank, Techcombank cũng như vậy, Techcombank chúng ta cũng đã có một cái hành trình chiến đấu từ tháng 10. Đó và thậm chí là chúng ta đã bắt được gần như Techcombank khá là sát đáy và đã cũng đẩy lên được ta target hiện tại ở đây đẩy lên cái target hiện tại đây là khoảng vùng 34 35 và trong tuần vừa qua thì nhìn chung là Techcom nó chỉnh cung. Hùng Lê nghĩ cái việc chỉnh cung này nó là hoàn toàn bình thường nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 33. Ờ uh, thấp hơn, thấp hơn thì có thể là nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 31.5 đến khoảng vùng 32. Đó và mục tiêu, mục tiêu thì Tech sẽ break. Khả năng là Tech sẽ break cái cái điểm 35 ở đây và cái xu hướng hiện tại của Tech thì nó vẫn đang là uptrend. Đó, vẫn đang khá là tốt. Cổ phiếu MBB đấy MIB chúng ta nhìn này chúng ta cũng có hai sóng các anh chị đấy sóng 13 tháng 10 đây ông thử xem MIB nhá MIB chúng ta bắt đầu tiếp cận đến MIB ở ngày nào đấy cái cái này nó khá là hay Zalo nó khá là hay nên ông vẫn thích dùng cái thằng Zalo ngày 14 tháng 10 MBB phiên nay đạt tín hiệu mua đạt tín hiệu cá chủ động ăn thêm ở biên 17.5 18 sau đó thì đến 23 tháng 11 này 29 tháng 11 30 tháng 11. 30 tháng 11 liên tục cập nhật mùng 1 tháng 12, tức là bắt đầu đến cái tầm khoảng mùng 1 tháng uh, mùng 1 tháng 12 thì chúng ta bắt đầu là 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 là, là đây tháng 12 đây, MBP. Đấy, tháng 11 đây các anh chị. Đó, 16 15 16 tháng 11 đây là những cái thời điểm mà à uh, chúng ta cân thu gom thêm các cái vị thế và MBP thì bắt đầu nó hình thành một cái sóng tăng. Và đến cái thời điểm khoảng đây các anh chị, thời điểm này là khoảng mùng tháng 4 mùng 5 tháng à, mùng 4 tháng 5 gì đó nói chung là tầm tháng 4 tháng 5 thì chúng ta đã bắt đầu vào một cái sóng tăng thứ hai sóng tăng thứ hai mùng uh, khoảng đầu tháng 5 đây các anh chị này đầu tháng 5 tìm lại tháng 5 của năm 30 tháng 3 23 tháng 6 đó tháng 5 tháng 6 thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật đấy những cái điểm rất là anh chị đấy, đối với nhóm banh cầm mã nào thì lướt mã đấy ngày 23 tháng 6 và ngày 30 tháng 3 tháng 4 hết tháng 3 đầu tháng 4 đó MBB và chúng ta xây những cái target rất là ok đến thời điểm hiện tại thì MBB cũng đang lên được một cái đỉnh cao mới đó là vùng 19 đồng thời thì nó cũng đang test tích lũy ở vùng 18.3 18.5 bản thân thì MBB cũng đã chia tách ở trong cái nhịp vừa qua và nó đi lực đi của MBB hiện tại đang khá là tốt mục tiêu thì khả năng là sẽ ngắm lên vùng 20 xa xa hơn thì nó sẽ break được cái cản trên này tức là khoảng vùng 22 à 21.5 21 khoảng vùng 21 các anh chị thì ngắm ngắm sơ sơ như vậy rồi và sau cái top thứ hai thì đến cái top thứ ba thì cũng có phân tích ba cái mã cổ phiếu mà mình đã có uh, trong các bản tin tuần thì cũng có nói qua tp bank thì cái thằng tp bank này là cái thằng mà bắt đầu ngắm từ đâu xem nào tp bank thì cái thằng tp bank này cũng ngắm khá là dài đấy chứ không phải ngắn đâu tháng 5, tháng 4, tháng 3

Đi xem bờ đây 21 tháng 12 Đây 23 tháng 12 đây các anh chị Thì khoảng cái nhịp này tức là khi đó thì uh, TP mà nó bắt đầu có một cái tích lũy đây bắt đầu từ điểm này Thì uh, chúng ta bắt đầu uh, phân tích và đến thời điểm hiện tại thì ông vẫn tiếp tục vậy? Ông vẫn tiếp tục là hướng nhà đầu tư tiếp tục cầm mã cổ phiếu TP Tại vì đối với cái con này nó đi này đấy, các anh chị nhìn thấy chưa Đó mặc dù đấy những cái điểm mua rất là sớm Và gần như là mua đúng đáy luôn câu này là mua đúng đáy luôn đấy nhá tp là mua đúng đáy luôn và cứ thế nó đi thôi nó cứ đi hứng hờ thế và đang mường tượng ví dụ cuối năm nó về khoảng đến khoảng tầm độ 24 25 như vậy là có đẹp không anh chị đó, chúng ta mua sau khi chia cái giá này là sau khi chia bởi vì là tp cũng đã chia rất là nhiều lần đấy giá 20.8 21 đó trước chia thì sau chia nó sẽ rơi vào khoảng tầm vùng 12 vùng 12 mà lững thững lững thờ thì như thế này mà cứ cuối năm nó đi lên cho mình khoảng tầm độ 24 đi như vậy là năm nay chúng ta có 100 phần trăm đối với TP Bank nếu mà đi lên được 24 đó chúng ta có 100 phần trăm lợi nhuận chưa tính cổ tức nó chia tách đấy cổ tức chúng ta ăn không luôn ăn không cổ tức luôn và riêng về giá ở trên trên sàn thì chúng ta ăn thêm trăm trăm và hiện tại thì ông nhận lại nhận thấy rằng là 18.4 18.5 và trong cái nhịp chỉnh cung sau khi chia ông có phân tích ở vùng 18 ấy này là rất nhiều anh chị em là gom thêm được vùng 18 Đấy mà bây giờ nó đang là 19 và khả năng cao thì thì cái xu hướng là nó sẽ gì nó sẽ đánh vượt uh, sẽ đánh vượt thoát cái vùng 19 ở đây để nó đi lên được cái vùng 20, sau đó mục tiêu sẽ lên vùng 21 và cứ túc tắc vậy đi thôi. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu VIP. Đó uh, VIP thì Hùng cũng đã phân tích. Một cái hành trình tương đối là dài và các anh chị nhớ lấy là Hùng có đánh dấu cái điểm này để các anh chị nắm được là khoảng từ tháng 4 Uh, đầu tháng 4, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì cũng lại bắt đầu tiếp tục phân tích. Đấy ví dụ search cái từ khóa VIP, VIP. VIP để chúng ta nắm được. Đó, thì tất cả những cái phân tích này nó đều nằm ở trên này hết, 3/7/4. Tháng tháng 15 tháng 5. Đấy, 15 tháng 5, 30 tháng 3. VIP chủ động ăn thêm, tích thời gian đây nó tích ở vùng uh, các chủ động ăn thêm cầu đang tốt và đây ngày 30 tháng 3 ngày 30 tháng 3, ngày 30 tháng 3, ngày 30 tháng 3 tháng 4. Đây này, 30 tháng 3 là bắt đầu mùng 1 tháng 4 này. Đó, cái thời điểm này và sau đó thì nó test cung lại đây ở cái biến hỗ trợ kỹ thuật và sau đó đến tháng 5, 15 tháng 5. 15 tháng 5. Đấy, 16 tháng 5 đây các anh chị, ăn thêm, khuyến nghị ăn thêm đây này. 15 tháng 5. Sau một thời gian tích thêm, đấy tích lũy thêm thì chúng ta bắt đầu gì ạ? Ở ăn thêm. Đó, các cầu thoát các tài khoản canh phiên này ăn, nhả lại 2008 20, 20, ăn tiếp cái thời điểm này ông phân tích là 20.8 nhưng các anh chị nhìn thấy ở đây thì nó tụt xuống giá 17 các anh chị hiểu không ạ? Bởi vì đấy là thời điểm mà chúng ta phân tích trước chia và sau khi chia thì cổ phiếu gì ạ? Nó tụt giá xuống. Và cái giá ví dụ giá ông phân tích là 20.7 thì bây giờ nó còn lại 17. Đó, hiểu nó na nó là như thế các anh chị nhá. Nên là mọi người bảo là sao? Ôi trời ơi, cái thời điểm này ông ông ghi ở đây là cái vùng gì ạ? Ngày đây nhá, rõ ràng là ngày 15 tháng 5. Ông ghi ở đây là 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 là, là gì? 20.8 đó, nhưng mà tại sao ở trên giá của ngày đấy nó lại chỉ có gì? Nó lại chỉ có đây, nó lại chỉ có 15 đây. Là nó chỉ có đây đây 15 này, phiên này 15. Đó. Thì giá cao nhất của nó là có 17 thôi, 17. mấy này, 17.2, 17.3, tức là giá này là giá sau chia rồi các anh chị nhá. Đó, chúng ta ăn cổ tức, chúng ta chỉ cổ tức nên là giá cổ phiếu nó xuống. Thì đến thời điểm hiện tại Hùng tiếp tục uh, nâng cái target và target của thằng VIP này chưa hết đâu. Nó thi đấu hết năm 2023 cơ, các anh chị cứ yên tâm cứ theo Hùng đi thì nó sẽ hướng về cái cái cản tiếp theo đó vùng 21.5 khoảng vùng 22 trong tuần tới. Rồi, tiếp theo mã cổ phiếu SHB. Đó, SHB cũng như vậy. Các anh chị có thể nhìn thấy rằng là SHB thì đây, các anh chị nhìn thấy đây, tầm tháng 4. Đây cho các anh chị xem SHB. SHB 23 tháng 5, 15 tháng 5, 27 tháng 4. 14 tháng 4. Đấy các anh chị, ở ờ, đó 14 và 15 tháng 4 khoảng nửa cuối tháng tư tức là từ tháng 4 cho đến 15 tháng 4 cho đến khoảng tầm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và đầu tháng 5 thì chúng ta đã có những cái sóng thứ hai của nhóm banh thì SHB đang test khá 12 nhóm 12 khá đẹp và chủ động ăn thêm SHB 30 tháng 3 29 tháng 3 26 tháng 3 Đấy, từ tháng 3 này tháng 4 này đó bắt đầu từ tháng 3 thì như vậy là gì chúng ta có một cái xu hướng của cổ phiếu SHB và đến thời điểm hiện tại thì ông vẫn tiếp tục đưa cái target của SHB lên và những cái target của SHB đang đạt được dần dần từ từ và rất là phê và đến thời điểm hiện tại thì ông vẫn tiếp tục neo cổ phiếu SHB phân tích cho các anh chị em nhà đầu tư Ờ, đây trong tuần vừa qua thì SHB có test một cái điểm khá là đẹp 12.3 12.5 ở ờ, xu hướng test kỹ thuật là đây là nó test lại cái hỗ trợ thì sau khi nó bứt hỗ trợ à, bứt kháng cự thì nó quay trở lại tạo test cái kháng cự đó nó trở thành một cái hỗ trợ rất là đẹp. Và tuần vừa qua thì SHB tiếp tục công lên cả 13.5 và tiếp tục hoàn thành dự kiện nó sẽ đạt lên cái target 13.5. Đấy. Vậy thì đối với cổ phiếu SHB, đó sau khi mà về bản chất là chúng ta thì chúng ta Đây này, ngày 11 tháng 7 thì cũng có phân tích là SHB đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 13.5 trên 13.5. Tức là trước khi chia thì nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu và chính là cái phiên này này. Đấy. Đây các anh chị này, 11 tháng 7 này. Đấy, 11 tháng 7 đâu đây này. Là nó đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 13.5 ở đây. Và như vậy là nếu như trường hợp mà SHB quay lại 13.5 mà chúng ta ăn không cổ tức luôn. Ăn không cổ tức luôn, 13.5 và xu hướng vẫn đang khá là đẹp thực ra SHB thì sẽ 13.5 và thậm chí nhịp này nó còn đánh lên nữa cơ. nhịp này đâu 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 đó nếu mà khỏe khỏe thì nó sẽ lên khoảng vùng 15 16 17 18 ở trên này cơ SHB trâu mà đó Thì như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục theo trên SHB uh, SHB, VIB, TPBank Đấy là ba cổ phiếu mà tiếp tục theo theo trend Thế còn những cái mã cổ phiếu còn lại thì tại sao lại không theo Đây Hùng phân tích lại cho anh chị tại sao mà Hùng lại không theo Bởi vì khi mà cổ phiếu VIB mà đạt được cái target là 48 trên 48 á Thì những cái nhịp sau này là Hùng thường khuyến nghị các anh chị em là vơ bèo vượt test Nhưng đến thời điểm hiện tại thì lại đang thấy hay tức là khả năng là thấy hay là gì thấy hay có nghĩa là nó lại bắt đầu là cái gì cái nó giữ được trend và sau một cái nhịp đó thì nó lại hình thành nên một cái phân kỳ tăng ở đây thì như vậy là chúng ta cũng có thể là mường tượng là à khả năng là nhóm banh sẽ tiếp tục kéo và nó sẽ kéo tiếp một cái nhịp nữa để nó giúp thị trường phân phối hoặc là giúp thị trường ổn định ở một cái vùng nào đó còn ba cái mã cổ phiếu ban kia thì vẫn tiếp tục theo và vẫn tiếp tục xây target cho các anh chị em thế còn lại còn những cái quan tâm nào liên quan đến mã cổ phiếu banh thì chúng ta sẽ uh, comment để có thể cũng sẽ uh, dành thời gian để trả lời cũng như giải thích cho các anh chị. Thì chúng ta thấy rằng là để mà phân tích một cái nhóm ngành nó sâu á, nó sâu và nó kỹ thì nó mất khoảng tầm độ 30 phút các anh chị. 2 phút. Đấy, ví dụ như Hùng nói về nhóm bất động sản đấy, dân cư Hùng đã lọc ra những cái mã cổ phiếu tốt nó mất 30 phút và nhóm banh hôm nay đấy, ví dụ như vậy là cũng coi như là 29 mươi phút rồi. À, như vậy là một cái bản tin tuần nếu như mà các anh chị mà yêu cầu bảo ờ Hùng ơi mày phân tích chi, chi tiết cặn kẽ cho anh thì nó rất là khó, nó không không có thể đủ thời gian. Đó anh chị và à, đối với bản tin tuần thì cũng sẽ lướt ngắn qua, còn đối với à, những anh chị em nhà đầu tư mà chúng ta đã quan tâm đến cá nhân Hùng Lê, à, quan tâm đến những cái phân tích thì Hùng cũng mời anh chị về với team của Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VBS để chúng ta đồng hành và chúng ta sẽ tiếp tục à, có những cái phân tích chuyên sâu và bản thân thì ở trên cái nhóm Zalo không chat thì gần như là chuyên sâu đó ví dụ như lắc về vùng nào và tích ở điểm nào ăn ở bao nhiêu và nó break được cái cản nào thì phía trước là bầu trời đó ví dụ vx đó thì chúng ta sẽ ăn ở cái điểm nào và tiếp tục ngắm cản ở điểm nào ví dụ hai mươi một năm ở tp Banh thì như vậy sau khi ăn cổ tức nhiều lần thì nó đang xây nền tại vùng giá mục tiêu 18 đấy tại ngày 11 tháng 7 là ông có phân tích ở vùng 18 cho anh chị rất là ổn đó cái vùng đó có thể cấn thêm và dự kiến là chúng ta sẽ công lại cản 19 19 5 và như vậy là ví dụ TP ở đây thì hiện tại là bây giờ nó cũng đang tiếp tục gì ạ đó Đấy, à, TP thì nó vào đây trong thậm chí là trong tuần vừa qua có những cái thời điểm tuần trước nó có thời điểm đây là 19 chấm mấy đây này nó lên được 19 3 19 25 19 3 đó thì như vậy là đây và cái thời điểm 11 tháng 7 thì chúng ta phân tích ở những cái điểm tích lũy nền đó ở quanh vùng 18 nó xây rất là chất ở những cái vùng này thì đấy là những cái thời điểm mà gì chúng ta có thể cân cân thêm đó thì đó là những cái phân tích rất là chi tiết và Hùng Lê diễn giải bằng cái lời nó rất là cụ thể các anh chị, rất là cụ thể các anh chị đọc thôi, đọc hiểu thôi chứ cũng chẳng phải làm cái gì cả. À, sau khi đọc hiểu rồi thì chúng ta cảm thấy là ok, chúng ta phù hợp với quan điểm của chúng ta thì chúng ta chiến đấu, chúng ta cảm thấy chưa phù hợp thì thôi, chúng ta chờ đợi những cái cơ hội sau, nó không có vấn đề gì cả. Rồi, à, bản tin ngắn đến đây là hết và xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em à, trong các cái bản điểm tin và cập nhật các cái nhóm ngành chuyên sâu và có thể là những cái nhóm ngành mạnh hoặc là những cái nhóm ngành có dòng tiền tốt thì ông sẽ lọc ra để ông phân tích riêng một cái bản tin để cho anh chị dễ cập nhật và dễ nắm